xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong ngày hôm nay nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chữ cái mới, đó là chữ cái E. Rồi, với chữ cái E này sẽ có 3 cách viết, đó là chữ cái E in hoa, chữ cái E in thường và chữ cái E viết thường. 3 cách viết này viết khác nhau nhưng đều được phát âm là E. Rồi, giờ chúng mình sẽ cùng nhau nhìn khẩu hình miệng của mình để phát âm nha. E. 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 Tốt. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài đồng dao trong chủ đề gia đình. Bài đồng dao này có 1, 2, 3, 4 câu và các bạn nghe mình đọc nha. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ công thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Rồi, bài đồng dao rất là hay đúng không? Nói về tình cảm của em bé đối với mẹ, với công lao to lớn của ông bà bố mẹ đã dành cho mình, nuôi mình lớn lên, cho mình ăn, cho mình học đấy các bạn ạ. Em bé là rất là ngoan và chúng mình cần phải học tập theo em bé để trở thành những em bé ngoan nha. Rồi, và trong bài học ngày hôm nay có nhiệm vụ như sau: tìm và gạch chân chữ E trong từ hình dưới và trong bài đồng dao trên. Tô màu chữ E rỗng và tô màu bức tranh này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ đầu tiên nhà gạch chân chữ cái E trong bài đồng dao. Bài đồng dao này có 4 câu, chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt đi từng câu một nha. Ngày nào em bé còn con. Rồi, trong câu này có chữ E không các bạn? Các bạn nhìn nha. À đúng rồi, có chữ E xuất hiện trong từ em đúng không nào? Và từ bé. Chính xác. Câu thứ hai: bây giờ em đã lớn khôn thế này. Vẫn là trong từ em này. Cơm cha áo mẹ công thầy. Chữ E trong từ mẹ. Rất giỏi. Nghĩ sao cho bo những ngày ước ao. Câu cuối cùng thì không xuất hiện chữ E đúng không nào các bạn? Và trong bức hình phía dưới này có cụm từ em bé. Trong cụm từ em bé xuất hiện hai chữ E liền đúng không? Chữ E trong từ em và chữ E trong từ bé. Rồi, các bạn đã tìm được chưa? Cũng rất là dễ thôi, không khó đúng không nào? Vui lòng comment phía dưới cho mình để biết được cảm nhận của các bạn về bài học ngày hôm nay như thế nào nha. Còn nhiệm vụ còn lại, tô màu chữ E và tô màu chữ bức tranh em bé thì chúng ta sẽ cùng nhau hẹn đến bài học lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích và like, subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.